Sau đây sẽ là món thịt kho tàu kiểu miền Bắc, kiểu Cali được, cho nhiều đường hơn. Các bạn rửa, sau khi rửa sạch thịt đã cho muối vào bóp và rửa sạch để cho có miếng thịt nó sẽ có mùi hôi. Thì mình đã rửa sạch và luộc trần qua đi rồi. Sau khi luộc trần qua đi thì bạn lại rửa lại sạch bằng nước lạnh. Đó, sau đó thì chúng mình sẽ thái thịt ra, thịt kho tàu thì sẽ thái hơi to một chút để cái thái hơi to để cái miếng thịt kho tàu lúc mình ạ mình nấu nhừ nó không có bị vụn ra. Đó, thái khoảng như này, thái ngang thớ. Dài quá thì có thể cắt cho nó vuông một chút. Sau khi thái xong thì các bạn có thể ướp từ 30 phút đến 1 tiếng. Không có thời gian thì mình có thể ướp 30 phút thôi cũng được. Nguyên liệu thì chúng ta gồm có hành tím thái nhỏ, tỏi băm nhỏ, hành tươi, có được không có được. Cho tỏi vào để ướp này. Cho hành một chút, hành tím để lại một chút. Để lát nữa chúng ta sẽ cho cái hành tím nó vào với cái thắng đường kẹo đắng lên. Muối, một thìa muối. Mình cho bột nêm á thì chắc nó sẽ đậm đà hơn, nhưng nhà mình thì không có ăn bột ngọt nên là chỉ cho muối trắng không thôi. Và hạt tiêu cho một chút. Trứng thì lát nữa mình sẽ, khi nào mình đun thịt gần xong thì mình sẽ cho trứng vào. Cho đường khoảng độ 2 thìa, nước mắm một thìa. Lát sau thì mình sẽ, sau khi mình đun mình ướp xong mình sẽ cho thêm gia vị sao. Thế Michel, cái đây mà đâu à? Arasa. Thế đường cho 2 thìa đường. Nước cốt dừa thì khi nào mà mình đun thì mình cho nước cốt dừa xong. Còn giờ mình ướp thì cho như này thôi. Sau để